mà bị chảy máu rồi kìa. Có đau lắm không? Mà hình như bạn không phải là người trong làng hả? Mình là cháu gì xấu. Cháu gì xấu? Sao mình không biết bạn? Thì sao bạn biết được? Mình lên thành phố từ hồi nhỏ mà. Vậy nghe, bạn xuống đây chơi hả? Mà hình như á, bạn là Mai, con gái ông bà Tư, phải không? Sao bạn biết vậy? Mình nghe anh Hiếu nói. À, mà bạn đi về nhà được không? Thử. Hình như mình bị trực gân rồi. Vậy bạn ngồi lên này đi, để mình kéo bạn về. Không, bạn kéo mình không nổi đâu. Nổi mà, trong làng á, mình chỉ kéo coi với tụi con trai, chưa bao giờ tụi nó thắng được mình. Tới đây ngồi đi. Ngày ta yêu nhau là tình yêu của những đứa trẻ nhỏ. Ngày từ lúc chưa nghĩ đến cho ngày sau. Thời gian trôi mau, không để ý gì bên nhau. Khi hai ta lớn lên rồi. Ủa? Mày có sao không Khang? Anh em gì kỳ cục quá vậy? Chạy trước, bên em là chịu trận. Thì tao cứ tưởng mày chạy sau chứ. Anh đó, sao anh dám nói xấu em với bạn đó? Muốn chết đâu? Thôi mình cảm ơn bạn nha. Bây giờ trễ rồi, mình phải về đây. Bye bye, bye. Xăm nhìn nó hoài vậy? Mày đừng có nói với tao, làm mày thích nhỏ rồi đó nha. Hình như em phải lòng Mai rồi anh ơi. Cái gì? Thằng này. Thôi, đi vô đi. Đi vô đi.